uống cốc bia cả. Xuân Phương, đây là xã Xuân Phương. Cầu ở gì, nhà thờ Phú, cứ đi ngay nhỉ. Nhà thờ đi ngay. 600m nữa đi thẳng. Xuân Phương, cầu Thống Nhất Xuân Trường. Xuân Phương Xuân Trường. Qua nhà thờ làm lễ không? Cởi xe cởi vào. Đâu? Mà quên lên xe. Thánh họ. Xi măng chi phong. Hai đều Myanmar Indonesia. Một không Myanmar. Tăng nghĩ Indo nó lại được. Trường Tiểu học Xuân Phương. 20 Indonesia 2 và 7980 Myanmar Myanmar cũng hay quá. Cứ liền phát được. Ông cận luôn. Thế thì Indo năm nay toàn biểu ạ. Hôm nay Việt Nam đá với Campuchia chưa biết đâu, chưa biết được thế nào đâu. Tao nghĩ hòa là bên Anti. Tao nghĩ là Indo mới là Việt Nam lại gặp chung kết. Indo năm nay tao nghĩ nó vô địch rồi. Chưa chắc. Mẹ nó đá nì lắm. Nó nì vẫn ăn Việt Nam mới vã lại đấy. Mình hôm đấy ăn may. Đây là mấy đầu về sau, về trước thì là Indo nó ép sân, về sau nó có ép một tí nào đâu. Có nó không ép về. Nó không triển khai được bóng nó nữa. Nó thủ rồi. Luôn này. Không, về sau cả bị dẫn mà nó không ép, nó không triển khai được bóng mà. Về được vào nhà thờ. Không, nhưng nó về sau nó có không triển khai được cây đẹp. Về sau nó không triển khai được bóng. Làm trực làm định thì mới cả đội đây nó làm cây cảnh. Hùng Dũng vào, Hùng Dũng trận là hay thật. Hay không? Quá hay. Hay bằng chiến bây giờ. Nhưng cảm giác Tuấn Anh nó đá với nó chẳng qua thằng ấy nó sợ, nó chấn thương nhỉ. Nó đéo chịu được ngày 2 trận, 2 trận đâu. Mấy ông nên bình luận cứ quần nhau đi qua thẳng. Phủ đây. Đi thẳng. Rồi đến Ben thẳng này. Đây nhà thờ đây, nhà thờ Phú Nhai à? Cái gì Nhai nhỉ? Nhà thờ tối đất nhất Đông Dương là Đông Đông Nam Á, Đông Dương. Ô đây đá ấy chứ. Đây là đá bàn kết à? Thế mà mấy thằng trận tranh huy chương bạc. Giáo phận Bùi Chu. Ai không phải là bật. Nhà hoàn hảo nhận cơm rỗ phục vụ đám hiếu hỉ. Mừng nhà. Số Bắc Xuân Phương. Không, chỗ này không, kiểu như chợ nhỉ. Không. À đúng rồi, nhà thờ Phú Nhai đây thuộc Phú Nhai Xuân Phương Xuân Trường. Không nằm 300m nữa rẽ phải tại đường Giáng Long. Giáng Long theo Phật trưởng. Ách đà. Ách chà chà. Anh thì phải mua chỗ này đẹp đấy. Chỗ này mùi lễ mà kiểu như Loen, Loen chắc nó sẽ làm đẹp mà chắc là tắc đường hết chỗ này nhỉ. Đi bộ. Ờ đi bộ. Đây, áo kìa, áo nhỉ. Áo giáo sứ ấy. Bên giáo sứ. Trang trí nhìn đẹp kiểu giống Tây, kiểu Loen nó Tết mà. Nó còn hơn được Tết. Kiểu như bọn dân tộc đi này là rằm tháng 7. Bọn trên Lạng Sơn rằm tháng 7 làm to. Tin chưa xuất xem nay đánh gì nào. Nam Định là con 18-81. Hôm qua về 2-8. Ở Đông đi là mỗi thằng 5 điểm. Đi bụi, đi ngủ với Zoom. Lúc mình đi ra ngoài cơ mà nhỉ. Nhờ đi đường khác. Giờ là đi đường phải. Ừ, đi đường phải. Thằng kia nó bảo, thằng em nó bảo ra hẳn ngoài cơ mà. Đây đây đường nhỏ. Xe thôi mình đi ra ngoài. Này không biết thằng nào bắt này. Không rồi. Nha. Đường to vết này. Lúc thằng kia nó đi, rồi cứ đi thẳng. Không. Làm con vịt quay này. Mua mẹ con vịt mà. Hay lục. Tối qua nó sai thật đi. Tiếp đường Xuân Phương thêm 1 km nữa. Mình nghe hỏi xuống bảo ông Thành không biết bảo nó không biết nói. Biết nói cho cô dâu. Thế mà nó mò sang ngủ rồi. Hiền mập bún phở, bò gà, đồ nhậu. Chúa trời, đây Chúa đứng đây tự vào đường. Đấy. Tượng. Hello. Thằng Văn Toản hôm ấy nó sai làm Phật nhưng về sau nó bắt vẫn chắc nhìn nhưng cảm giác chắc hơn là Viên Dũng nhỉ. Chẳng đeo với quả sau thì cứ nhìn thấy bóng qua là tôi sợ. Ông Viên Dũng bị bắt kể cả quả bóng này bình thường không bị bắt cái là ba đập bấm. Thuông hết thủ môn văn hội của Từ Sơn. Văn hội FC. Văn hội Việt Nam
Nghĩa rồi tí ạ. Thế nào dây thép gai găng đây. Có cả tròi canh như nhỉ.
trái vào đê Hữu Hồng. Đi tiếp đê Hữu Hồng thêm 1,5 km nữa. Xong rồi à, ngủ mắt vậy cái ơi, Sa Cao rồi.